Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho hai trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Nông dân tỉnh đã nhận đỡ đầu hai trẻ mồ côi. Mỗi tháng, các mẹ đỡ đầu sẽ hỗ trợ mỗi trẻ 500.000 đồng tiền mặt và lương thực với mong muốn nhằm chia sẻ khó khăn, giúp các em có thêm niềm vui trong cuộc sống. Với phương châm, ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu, Hội Nông dân tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đã thực hiện tốt chương trình Mẹ đỡ đầu mang yêu thương đến với những trẻ mồ côi, giúp các em có tương lai tươi sáng, học tập tốt và thực hiện tốt mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Công an thành phố Phúc Yên ra mắt mô hình điểm về cải cách hành chính tại Công an phường Đồng Xuân. Mô hình cải cách hành chính tại Công an phường Đồng Xuân là mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của công an cấp phường, xã hoạt động theo cơ chế một cửa. Đây được xem là bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ công an cấp phường, xã, thị trấn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan công an. Mô hình được xây dựng, đảm bảo theo các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, thời gian tiếp dân, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ công an phường Đồng Xuân, nhằm hướng tới mục tiêu cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại. Công an thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch cũng tổ chức lễ ra mắt mô hình cải cách hành chính. Mô hình cải cách hành chính của Công an thị trấn Lập Thạch hoạt động theo cơ chế một cửa. Các nội dung, thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai và mã hóa bằng mã QR code để nhân dân tìm hiểu, theo dõi và thực hiện. Mô hình được trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị phục vụ thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Phòng làm việc luôn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, có nơi giao dịch và nơi chờ giải quyết 13 thủ tục hành chính cho người dân. Khi triển khai mô hình, Công an thị trấn sẽ thường xuyên phân công, bố trí cán bộ trực ban, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, đồng thời tăng cường thời lượng tiếp công dân, giải quyết những trường hợp công dân đến giao dịch ngoài giờ hành chính. Việc ra mắt mô hình cải cách hành chính của Công an thị trấn Lập Thạch góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính nhà nước với tổ chức xã hội, nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho tổ chức và người dân, góp phần chuyển đổi số trên địa bàn. Với quyết tâm không còn vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, hướng đến nông nghiệp sạch, bền vững, nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh đã được lắp đặt các thùng, bể chứa, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Đây được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn nguy cơ thuốc tồn dư độc hại phát tán gây ô nhiễm môi trường. Trên cánh đồng này, cứ một đoạn bờ ruộng sẽ có một thùng chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật được lắp đặt. Vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng xong được người dân gom lại bỏ vào thùng. Định kỳ hàng tuần sẽ có tổ thu gom đem đi xử lý. Mình phải thu gom thì nó mới sạch được môi trường. Cái thứ nhất là nếu mà vỏ bao bì mà nó xuống nước thì nó sẽ theo nguồn nước mà vứt lên mặt đất đó, là nó sẽ ngấm xuống đất. Thì chúng tôi là thường thường là cứ là bởi vì là chúng tôi là có cái thùng này này hàng bao nhiêu năm nay rồi, thì là cứ gia đình nào cũng thế, bảo nhau là cứ thu gom nó vào một cái bao, xong thì là đầy bao là chúng tôi lại vứt nó vào cái thùng đấy, để cho bên môi trường người ta đi thu. Từ khi lắp đặt các bồn chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, các cánh đồng trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Tam Dương đã không còn hiện tượng xả rác là các vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật một cách tùy tiện trên đồng ruộng, kênh mương gây tác động xấu đến môi trường. Xã đã đầu tư xây dựng các bể chứa để cho bà con trong quá trình sử dụng cái thuốc thực vật, các bể mà đầy thì đi tiến hành thu gom và thuê các công ty vận chuyển đi xử lý. Trong cái quá trình đó thì rác thải của cái nhất là cái thuốc bảo vệ thực vật thì cũng đã được xử lý tương đối là đảm bảo an toàn. Nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do tác hại của rác thải thuốc bảo vệ thực vật,
Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đã hỗ trợ nhiều địa phương lắp đặt thùng chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân các biện pháp thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào đúng nơi quy định. Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật Vĩnh Phúc thì hàng năm cũng có triển khai cái chương trình IPM, rồi là tập huấn cho bà con nông dân cái kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bốn đúng. Cái hiệu quả của cái công tác tuyên truyền tập huấn thì thứ nhất là bà con đã nắm được cái tác hại của cái việc vứt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng một cách bừa bãi. Cái thứ hai là cũng nắm được cái trách nhiệm của mỗi công dân đối với cái việc bảo vệ môi trường. Cùng với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp và các cấp hội nông dân, hội phụ nữ nên tại nhiều địa phương đã hình thành những cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó đã giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn an toàn đồng ruộng, thay đổi thói quen lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị, vượt lên cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, các thầy cô giáo và học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh đang dồn sức tăng tốc ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bên cạnh theo sát việc học, các nhà trường còn giúp học sinh thêm vững tâm lý, kỹ năng làm bài khi vào phòng thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, trường Trung học phổ thông Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên có 443 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi. Đây là một trong những trường có số lượng thí sinh đăng ký tham gia các môn khoa học tự nhiên cao nhất của tỉnh. Thời gian nước rút này, giáo viên của trường tập trung hệ thống lại kiến thức và tăng cường luyện đề cho học sinh. Cùng với đó, các thầy cô cũng luôn sát sao, quan tâm, động viên tâm lý để giảm lo lắng, căng thẳng cho học sinh. Giai đoạn nước rút này thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái tâm tư, tình cảm của các bạn học sinh và cũng tìm cách động viên các bạn, đặc biệt là những bạn mà trong những cái kỳ thi khảo sát mà điểm có thấp hơn một chút thì cũng quan tâm hơn đến các bạn và sẽ cố gắng để các bạn ý sẽ làm được, giải được những cái câu hỏi mà mức độ vừa phải để các bạn khi đi thi các bạn sẽ đạt được từ khoảng từ 6 đến 7 điểm. Nhiều học sinh tranh thủ từng chút thời gian để tích lũy kiến thức, rèn luyện các kỹ năng làm bài thi. Với sự hỗ trợ của các thầy cô, các em khá tự tin để bước vào kỳ thi. Em cũng đang cố gắng là ôn luyện theo sự hướng dẫn của các thầy cô, làm những cái đề mà nó bám sát với nội dung của đề minh họa. Riêng em thì em cảm thấy không quá lo lắng và tại vì các thầy cô luôn tạo điều kiện hết sức cho chúng em học tập trong một môi trường thoải mái và không áp lực về cái kỳ thi sắp tới, bởi vì em nghĩ là việc giữ cho mình tâm lý thoải mái là điều quan trọng nhất khi mà mình chuẩn bị bước vào một kỳ thi lớn như vậy. Tại trường Trung học phổ thông Quang Hà, huyện Bình Xuyên, những giáo viên dày dặn kinh nghiệm đã được nhà trường lựa chọn tham gia ôn luyện cho các em học sinh. Tận dụng quãng thời gian còn lại, các thầy cô đã thiết lập ma trận, xây dựng câu hỏi bám sát theo đề thi minh họa, soạn đề cho học sinh làm, đồng thời đánh giá phân loại từng đối tượng học sinh để hỗ trợ ôn tập cho các em được hiệu quả. Vừa rồi thì nhà trường cũng đã tổ chức được cho chúng tôi là 3 lần khảo sát ạ. Qua quá trình đấy thì mỗi lần chúng tôi đều đúc rút lại cái kinh nghiệm là nhóm chúng tôi là sẽ ngồi thảo luận lại xem là phân loại học sinh đã phù hợp với cả cái việc mà mình lập kế hoạch xây dựng chương trình để giảng dạy các em chưa. Thế nếu trong quá trình đó mà còn có em nào mà nó chưa cập đến cái nội dung đó thì chúng tôi sẽ phụ đạo riêng cho các em, để mục đích là cho các em là cố gắng là đạt cái điểm mà trên cái sự mong đợi của gia đình cũng như là của nhà trường. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Toàn tỉnh có hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 443 thí sinh tự do. Vĩnh Phúc đã thành lập một hội đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và 26 điểm thi được đặt tại các huyện, thành phố, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự thi. Hy vọng với những nỗ lực cố gắng của các nhà trường, thầy cô giáo, các thí sinh của Vĩnh Phúc sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với tâm thế tự tin, chủ động và đạt được kết quả cao nhất.